Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thực dưỡng cho trẻ con và tuổi già. Muốn biết quá khứ như thế nào thì nhìn tình trạng hiện tại, muốn biết tương lai ra sao thì xét những hành động ở hiện tại. Đó là lời dạy về nhân quả của Đức Phật. Muốn cuộc sống về già thảnh thơi sung sướng thì phải chuẩn bị từ lúc sơ sinh, từ sức khỏe đến tinh thần, từ thức ăn đến suy nghĩ. Trẻ em sinh ra phải được nuôi dưỡng thuận tự nhiên, là phải nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ chứ không phải bằng sữa của động vật. Rồi bằng thức ăn của loài người là gạo lứt hoặc hạt cốc, ăn uống đúng như thế thì lớn lên và về già luôn được hưởng cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, cái mà ai cũng muốn có trên đời này. Chìa khóa của hạnh phúc thật đơn giản, chỉ ăn đúng và ăn đúng. Các mẹ hãy yên tâm với chế ăn theo thực dưỡng, hoàn toàn đủ chất cho con trẻ và cả người lớn cùng người già. Điều này đã được khẳng định từ thời vua Hùng qua sự tích bánh chưng bánh dày như một công trình nghiên cứu vĩ đại và bền vững. Sau đây là hướng dẫn của tiên sinh Osawa về ăn đúng được trích dịch trong quyển Gen Macrobiotics, thực dưỡng cho con trẻ. Về phương diện sinh học, sữa bò hay bất kỳ một sữa thú nào chỉ dành riêng cho con nhỏ của chúng mà thôi. Trẻ sơ sinh cũng vậy, nên nuôi dưỡng chỉ bằng sữa mẹ ít nhất 9 tháng nhưng 1 năm thì tốt hơn. Cho con bú trong thời gian dài như thế là điều dễ dàng đối với người mẹ thực dưỡng. Chất lượng và số lượng của sữa mẹ quyết định tương lai của con trẻ sau này, vì các tổ chức cơ quan trong cơ thể con trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dinh dưỡng này. Vì vậy, điều quan trọng là người mẹ phải hiểu triết học Đông Phương và giữ mình luôn trong trạng thái dinh dưỡng cân bằng âm dương. Con trẻ là tấm gương phản chiếu thức ăn và thức uống của người mẹ. Những bệnh tật mà con trẻ mắc phải, bệnh về da, cảm lạnh là biểu hiện sự tùy tiện trong ăn uống của bà mẹ đang cho con bú. Con trẻ sẽ không được khỏe mạnh nếu người mẹ ăn uống quá âm hoặc quá dương. Để con trẻ được khỏe mạnh, người mẹ cần điều chỉnh ăn uống sao cho quân bình âm dương. Sữa mẹ không thêm thức ăn khác là thức ăn tốt nhất cho con trẻ, nhưng khó cho bà mẹ là phải lựa chọn đồ ăn thức uống cẩn thận cộng với việc mất nhiều thời gian để chăm sóc nhu cầu dinh dưỡng cho con trẻ. Tuy nhiên, đây là một trải nghiệm có giá trị. Đối với con trẻ đang bú mẹ từ tháng thứ 6, có thể cho ăn dặm thêm hạt cốc và hạt gạo lứt bằng cách là hầm cháo rồi tán nhuyễn bằng rây. Khi bé 1 tuổi cho ăn thêm một ít rau củ thái nhỏ nấu thành súp miso loãng. Nên nhớ tuổi nào thêm thức ăn gì chỉ là ước lượng, người mẹ phải linh động. Tất tùy thuộc vào trí phán đoán của người mẹ và tình trạng thể chất của con trẻ. Không nên cho con trẻ bú hoặc ăn quá no, đói một chút, khát một chút và lạnh một chút trong năm đầu đời sẽ làm con trẻ được dương và củng cố nền tảng thể chất và tính cách của con trẻ sau này. Sữa thảo mộc Coco, sữa thực dưỡng. Trong trường hợp người mẹ không có sữa, con trẻ có thể được nuôi dưỡng bằng sữa thảo mộc Coco theo hướng dẫn. Và xem bảng dưới đây. Sữa thảo mộc Coco là hỗn hợp bột gạo lứt, nếp lứt, yến mạch, đậu nành và mè. Coco ở Việt Nam thường là hỗn hợp bột gạo lứt, nếp lứt, hạt kê, bo bo, hạt sen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, đậu trắng. Pha một phần Coco với 10-15 phần nước tùy độ tuổi, rồi nấu sôi riu riu khoảng 20 phút. Không nên đánh thức bé đang ngủ để cho ăn. Tốt hơn nên bỏ một bữa nếu con trẻ chưa thấy đói đủ để kích thích sự thèm ăn. Mọi người có thể sử dụng Coco, người lớn dùng cho bữa sáng, Coco có thể dùng làm bánh, thức uống và món tráng miệng. Trong tháng thứ tư, thêm 5-10 gram hành, cà rốt, xà lách son hầm dừa rồi tán nhuyễn. Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 9, thay thế dần từ 10-50% thức ăn bằng cơm lứt, nấu một phần gạo với 5-6 phần nước. Trong tháng thứ 13 thì cho ăn 150 gram gạo lứt, nấu với 3 phần nước, 30-40 gram rau củ nấu với một ít dầu thực vật và muối. Có thể cho uống 2-3 tách nước, nước trà gạo lứt hoặc cà phê Osawa. Cách làm trà gạo lứt, rang gạo lứt cho vàng, nấu sôi, theo tỷ lệ 1 phần gạo rang với 10 phần nước. Cách làm cà phê Osawa là 3 muỗng gạo, 2 muỗng gạo lúa mì, 2 muỗng đậu đỏ, 1 muỗng đậu gà hoặc đậu nành, thêm 1 muỗng rau diếp xoăn, rang riêng từng loại cho vàng sậm. Trộn với nhau rồi rang thêm với 1 muỗng dầu ăn để nguội xay thành bột. Khi dùng pha 1 muỗng canh bột nấu sôi với nửa lít nước 10 phút lọc rồi uống. Từ tháng 16 đến 24 thì có thể tăng lượng gạo và rau củ dần dần theo tỷ lệ 30g gạo lứt và 20% rau củ mỗi ngày. Thực dưỡng và tuổi già. Theo thực dưỡng, tuổi già bắt đầu khi bước vào tuổi 70. Đối với những người sống từ thời trẻ qua trung niên và đến tuổi già hoàn toàn thuận với trật tự vũ trụ, họ được ăn bất kỳ thứ gì theo nghĩa của từ thực dưỡng. Người mà sống quân bình âm dương trong nhiều năm có khả năng tự điều chỉnh và tự kiểm soát. Trí phán đoán ở mức độ cao điều khiển việc lựa chọn thức ăn thức uống đúng đến nỗi, họ có thể ăn bất kỳ món gì mà họ muốn. Người bắt đầu áp dụng thực dưỡng ở độ tuổi 60 tốt nhất nên theo những hướng dẫn chung cho mọi người, cộng với những lời khuyên sau. 1. Giảm ăn mặn rất ít so với thời trẻ. 2. Tránh thức ăn có dầu hoặc mỡ động vật. 3. Sử dụng dầu thực vật với lượng tối thiểu. Bạn sẽ rất hạnh phúc biết rằng nhiều người đã tự chữa lành bệnh khi ở tuổi bên kia sườn dốc của cuộc đời và vẫn duy trì hoạt động dù qua tuổi 80.
Chính yếu thực dưỡng của tuổi già được tóm tắt trong câu sống càng gần gũi với thiên nhiên càng tốt, vào mùa đông cảm nhận tường tận cái lạnh, vào mùa hè thưởng thức cái nóng, vào mùa xuân vui đùa với hoa, vào mùa thu xuất khẩu thành thơ theo vầng trăng sáng, sống một cuộc đời như thu hoạch trái ngọt quanh năm, từ bỏ cái tôi nhỏ hẹp hòa mình vào thiên nhiên, vào vũ trụ bao la, vào đồng nhất thể. Càng lớn tuổi càng vui thú với việc cho đi hạnh phúc của mình, có nghĩa là tuổi già là thời kỳ thích thú của cuộc đời. Tuổi già như thế là phần thưởng cao quý cho những người sống thuận với trật tự tự nhiên. Nếu chúng ta muốn ra đi một cách hạnh phúc, tốt nhất chúng ta phải chuẩn bị từ khi còn trẻ. Như thế chúng ta chắc chắn rằng cuộc sống đầy vui sướng khi có cả hai, gặt hái và phân phát hạnh phúc, còn gì hơn thế nữa.